Tập 4. Nuôi con lớn như thế này dễ lắm sao? Tại sao ông có thể nói cho người ta thì cho ngay nào? Tôi có thể nói Phạm gia này không phải người ngoài, nhưng chuyện lớn như vậy thì sao cũng phải thương lượng với tôi chứ. Đàn bà như các bà chính là hiểu biết kém cỏi. Bà thử nghĩ xem, dù có đem Quang Hán cho Phạm gia đi nữa, nhưng mà dù sao nó cũng là huyết mạch của Thi gia chúng ta mà. Và bên đó cũng là muốn có danh tiếng thôi. Chúng ta không phải có đến ba đứa con sao? Tặng một đứa, bà không phải còn lại hai đứa à? Nói một câu không đúng. Nếu như sau này Quang Hán có thể thừa kế gia sản, thì chỉ gia sản lớn như Phạm gia, nó có bị hẹp hòi gì nào? Điều này còn không phải là việc làm thất đức vô lương tâm, mua đồ chiếm gia sản của người ta sao? Bà này, bà suy nghĩ đến đâu rồi? Bà không thể nghĩ đến điều tốt đẹp sao? Ôi bà cô của tôi ơi. Các bạn học, để tôi giới thiệu cho mọi người một lát. Vị này là Hạ Trung Thu tiên sinh, là người đồng tình và ủng hộ cho cuộc vận động cách mạng đấy. Hay lắm. Hạ tiên sinh là tú tài của nhà Thành trước đây, cũng là một nhân vật truyền kỳ. Mọi người có thể trò chuyện với ông ấy. Ôi hay quá, Hạ tiên sinh à. Nếu ông đã là tú tài của nhà Thành trước đây mà lại đồng tình với cách mạng, ủng hộ cách mạng, trong chuyện này chắc là có không ít câu chuyện làm người ta phải mến mộ, đúng không? Đúng vậy, ông hãy nói đi, nói đi. Khi cách mạng Tân Hợi thành công, tôi chỉ mới 20 tuổi. Chính vì đồng tình với cách mạng, tôi đã bị chính phủ Mãn Thanh giam vào tử lao, suýt chút nữa bị chém đầu rồi. Sau đó cách mạng thành công, tôi cũng thành công trong chuyện thoát ra ngoài. Hay lắm. Hà tiên sinh à, ông đúng là thập tử nhất sinh đấy. Trong đời tôi không truy cầu danh lợi văn chương gì cả. Điều tôi truy cầu là gì nào? Giấc mơ của tôi là tôi phải phát sinh ra một số sự việc thăng trầm, làm cho mọi người đều phải cảm động. Chẳng hạn như nhiệt huyết của thiếu niên năm xưa, kể cả như ngày hôm nay nữa, việc phản đối chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, không màng chuyện ném đầu lâu, không mà đến chuyện đổ nhiệt huyết thêm một lần nữa. Đây mới là tư tưởng của tôi đó. Hay lắm, đúng là hay thật. Chuyện lão già quá kế Quang Hán thiếu gia, thật ra trong lòng con có suy nghĩ thế nào? Thì già quá kế con mình cho Phạm gia, con có suy nghĩ như thế nào đấy? Câu nói này không giống như tiểu tam tử nói đâu. Mẹ nuôi à, mẹ không cần bận tâm như vậy. Lão già quá kế con trai là muốn kế thừa hương quả của Phạm gia, suy nghĩ này không quá đáng chút nào. Hơn nữa, Thi gia nóng lòng muốn khiên kiệu cho lão gia. Một người muốn khiêng, một người muốn ngồi. Hai vị lão già muốn như vậy, trong lúc này có ai nói gì cũng không tác dụng đâu. Phải. 20 năm trước đây, hai người họ còn làm quan ở Sơn Tây thì đã tốt với nhau như người một nhà rồi. Trong hai năm nay, chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Phạm, lão gia đều phải thương lượng với Thi gia. Phu nhân à, con thấy chuyện này không đáng tin đâu. Linh tử, sao con đến mà không lên tiếng vậy? Phu nhân à, có câu này con không biết có nên nói hay không. Nếu con đã vào đây thì con hãy nói đi. Con muốn xin phu nhân đến khuyên lão gia, người của nhà họ Thi tuyệt đối không được bước vào cửa nhà họ Phạm. Sao lại như vậy? Người của Thi gia không có lòng tốt, họ đến để mua đồ sự nghiệp của Phạm gia đấy. Linh tử, ăn nói phải cẩn thận hơn đấy. Người của Thi gia muốn đợi Phạm lão gia sau trăm tuổi, lấy hết gia sản của Phạm phủ với nhà họ đấy. Thi gia còn im đi. Linh tử, tử con còn nhỏ như vậy, tại sao trong lòng lại chứa đựng nhiều điều không ra gì như thế này? Con có biết Phạm gia và Thi gia có quan hệ gì không? Sao con dám nói như vậy? Phu nhân à, con cũng vì Phạm gia thôi mà. Linh tử, em có thể để cho phu nhân thanh tịnh một lát không? Mẹ nuôi à, con có việc, con đi trước đây. Đi nào. Tam tử,
con để Linh tự ở lại với mẹ đi. Đúng lúc đến bóp vai cho mẹ rồi. Dạ. Mẹ nuôi à, giữ con về trước. Linh tử à, ta đang nghĩ lời nói của con vừa rồi cũng không phải là không có lý. Phu nhân à, tỷ sư thiếu gia mất đột ngột như vậy, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một đứa con trai, con không hiểu đấy. Số ta khổ mà. Nếu bây giờ tử siêu còn sống khỏe mạnh thì làm gì có chuyện phiền lòng nhiều như vậy. Phu nhân à, nếu quả thật quan hán kia phải đến phủ này, con có thể đối xử như đại thiếu gia. Nhưng mà quan hán kia không phải là trẻ con, đã là người lớn rồi. Sao phu nhân không nghĩ đi? Người trên kẻ dưới trong phủ này, có ai gặp ai mà không làm ra vẻ đâu. Câu đối này nếu nói cho lão già nghe, nếu ông ấy có thể nghe lọt một chữ nào, ta nghĩ không chừng ông ấy có thể hiểu ra được. Nếu như vậy thì linh tử này không có lời nói không thể nói ra rồi. Đáng tiếc là chưa chắc ông ấy nghe lọt lỗ tai đâu. Phu nhân, hãy đợi đi, bây giờ con sẽ đi làm thử ngay. Mời lão gia dùng trà. Linh tử à, để ở đó đi. Sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Lão gia, Linh tử có một chuyện muốn liều chết bẩm báo với lão gia. Chắc là con đã nghe được điều gì rồi phải không? Linh tử được lớn lên từ nhỏ phạm phủ này, thường ngày cũng được lão gia và phu nhân dạy bảo. Tục ngữ nói rất đúng, bách thiện hiếu duy tiên. Linh tử muốn dựa vào lòng hiếu thảo này, xin lão gia tuyệt đối đừng nghe theo lời của thi gia. Im đi. Ai kêu con đến nói những lời như vậy? Lão gia, nếu lòng tốt của thi gia không có chứa đựng quả tâm thì trời sẽ sập xuống đấy. Cái con a đầu này, chuyện này ngươi cũng dám nghĩ đến sao? Quả là ăn nói người không ra người, ma không ra ma. Nghe quà cũng phải sợ rồi. Dù sao tỷ sư thiếu gia đã chết rồi, Linh tử không có điều gì không dám nghĩ đâu. Lão gia, dù hôm nay lão gia có đánh chết con cũng phải nói hết lời con muốn nói. Đủ rồi. Nể tình con đã thật lòng chăm sóc cho thiếu gia nhiều năm, lần này ta không tính toán nữa. Nhưng một con a đầu nhỏ như vậy mà dám đến thảo luận đại sự của Phạm gia, điều này cũng quá đáng lắm rồi. Lùi ra ngoài đi. Không ai nghe cả. Tôi nói các người đều không nghe. Không nghe này, không nghe này. Em đang nổi giận với ai vậy? Em thích đó. Em thích đó, anh không quản thúc được đâu. Không phải đâu, thật ra em muốn làm gì? Dù sao tỷ sư thiếu gia đã chết rồi, trong phủ này có linh tử hay không không còn quan trọng. Nhưng em nói cho anh biết, anh hãy chờ xem, một ngày nào đó Phạm gia sẽ bị quỷ trong tay của thiếu gia. Đi đi. Bây giờ càng lúc em lại càng không ra gì, chuyện gì cũng dám nói. Em còn muốn ở lại Phạm gia nữa không vậy? Em là người mạng khổ mà, không như Tam ca đâu. Làm chuyện gì cũng có, không có mẹ nuôi bảo vệ, trong ngoài đều là người tốt.
Tiểu sư thiếu gia đã mất rồi, trong lòng em rất buồn, Tam ca hiểu mà. Nhưng thiếu gia đã mất rồi, có nói thêm thì có tác dụng gì đâu. Đừng nói là không cần em phải bận tâm. Em hãy nghĩ sau này em sẽ thế nào đi, đúng không nào? Tam ca, đều tại em vô dụng, em không chăm sóc thiếu gia cho tốt. Sao có thể trách em được, đúng không? Nếu ông trời muốn đưa tỷ sư thiếu gia đi thì ai có thể cản được nào? Được rồi, được rồi. Mời các chị dùng. Đại tiểu thư. Tam tử. Dạ. Con cũng ngồi xuống ăn đi. Lão già, kêu con ngồi thì hãy ngồi đi. Dạ dạ. Tam ca, tam ca, ngồi chỗ em nè. Được rồi, không có quy tắc gì cả. Dạ, nhị tiểu thư ngồi đi. Nhị tiểu thư ngồi đi. Tam ca nào, ăn đi. Khoan, cầm đũa lên đã. Trước khi ăn cơm, ta có chuyện muốn nói với các con. Ta đã thương lượng với thi thúc thúc của các con rồi, quyết định nhận đại thiếu gia của thi gia đến Phạm gia chúng ta làm con, để kế thừa hương quả của Phạm gia chúng ta đó. Ba, sao ba chọn anh ta vậy? Con cảm thấy anh ta có vẻ mặt đầu trộm đuôi cướp. Nếu muốn con chọn người làm anh thì con sẽ chọn Quan Vũ. Có người nấy vừa có tinh thần vừa có học vấn. Thân là một cô bé nhỏ không được xí miền vào. Đây là chuyện chọn con cho Phạm gia, không có chọn anh cho con đâu. Là bà hỏi tụi con mà. Đây là quyết định của các gia trưởng. Nói với các con là muốn cho các con biết thôi. Thêm hai ngày nữa, Quang Hán sẽ đến nhà chúng ta. Cũng giống như các con vậy, đều là họ Phạm. Con không đồng ý. Đây là lễ giáo phong kiến, trọng nam khinh nữ. Con hiểu cái gì gọi là phong kiến, cái gì gọi là lễ giáo nào? Vậy tại sao con trai có thể kế thừa hương quả của Phạm gia, con gái thì không được? Chẳng lẽ tụi con không phải họ Phạm sao? Đây là đại sự trong nhà, nghĩ chưa đến lúc con xí miệng vào đâu. Niệm nhân à, con nói bớt vài câu đi. Mẹ, nhà mình cũng phải thực hành dân chủ đấy. Sau này không thể chỉ nghe lời một mình ba đâu. Đây là chuyên chế phong kiến, là đối tượng của cách mạng đấy. Niệm nhân, bà mất tiền cho con đi học đại học không phải để con chống đối ba đâu. Mẹ, Tam ca, hai người đều là người hiểu biết, cũng nói gì đi chứ. Bà con làm đúng đó. Trong nhà họ Phạm chúng ta đúng là phải có con trai mới được. Mẹ à, sao mẹ có lời nói trái với lòng như vậy? Chị à, niệm nhân, có gì từ từ nói đi, đừng cãi với ba con nữa. Tam ca, anh ở trong Phạm gia cũng lâu rồi, cũng là đàn ông, anh nói nghe xem nào. Đại tiểu thư, lời nói của cô đều đúng, nhưng nói lầm chỗ rồi. Nếu những lời nói của cô đem đến giảng đường trong trường đại học để nói thì nói thế nào cũng đúng. Còn ở trong phủ của chúng ta thì không được đâu. Đúng tức là đúng, sai tức là sai. Là gì có phân biệt ở Phạm gia hay ở trong trường nào? Dĩ nhiên có khác biệt rồi. Ở trường đại học người quyết định là hiệu trưởng, trong phủ chúng ta người quyết định là lão gia. Anh nói hết chưa? Hết rồi. Nếu Tam ca cũng nói con không đúng thì con không còn gì để nói nữa. Thôi được rồi, mọi người ăn cơm trước đi. Có gì ăn cơm xong rồi hãy nói. Con không ăn. Này, nào. Cảm ơn Hạ tiên sinh. Gia đình phong kiến của em tràn đầy tư tưởng chuyên chế kỳ thị, bất bình đẳng, đúng là đè nén đến em không thở nổi rồi. Hai hôm nay con làm chuyện kế thừa gì nữa,
làm cho trong nhà tràn ngập mấy khói, không còn trái gì nữa. Hạ tiên sinh, ông nói đi, em có cần đấu tranh với họ không? Em định đấu tranh với họ như thế nào? Em sẽ quyết liệt trong gia đình, vẽ rõ ranh giới với họ đấy. Gia đình của con chẳng qua chỉ là gia đình phong kiến, không phải gia đình phản động. Ở Trung Quốc có rất nhiều gia đình như vậy. Đây cũng là đối tượng tranh thủ và cải tạo của chúng tôi đấy. Vậy thì em phải làm thế nào? Em nên chủ động xuất kích, lợi dụng tình thân của em để tuyên truyền tư tưởng cách mạng với họ, cải tạo họ. Lão gia, vào đi. Còn nóng đấy, lão già uống đi. Nghiêm ma ma, lão già có chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi bài chút chuyện. Lão già nói đi. Khi tôi còn là thiếu gia thì bà đã đến Phạm gia chúng tôi rồi. Bà nói đi. Nếu lúc đó lão thái gia gặp phải chuyện như vậy, ông ấy sẽ làm như thế nào? Khi lão thái gia còn sống, vì muốn có con trai, ông ấy đã cưới 4 người vợ. Ông chính là đứa con trai duy nhất được phu nhân thứ tư sinh ra. Lão thái gia từng nói một câu: Phạm gia thà không có tiền còn hơn là không có hậu. Vì Phạm gia cũng chỉ còn cách làm như vậy thôi. Ông, hôm nay Thi Học Nhân đem con trai trưởng Thi Quang Hán giao cho Phạm Kinh Đường làm con, để họ thi thành họ Phạm để kế thừa tổ nghiệp. Sau này đôi bên không được nuốt lời, lập giấy này làm bằng. Người lập ước: Phạm Kinh Đường, Thi Học Nhân, ngày mùng 8 tháng 5 năm Dân Quốc thứ 25. Thi gia, xin mời hai vị lão gia. Được rồi. Được rồi, mời Phạm gia. Anh hai, anh đến rồi hả? Anh hai à, bà muốn đưa anh qua Phạm gia, có thật không vậy? Thật đó, cũng đã ký tên ấn chỉ rồi. Anh đồng ý à? Không đồng ý thì làm được gì nào? Nhà mình trước giờ đều là ba quyết định mà. Anh hai, đây là tư tưởng phong kiến. Chúng ta đều là thanh niên mới, không để cho ba làm được như vậy đâu. Nếu anh không chịu đi, ba cũng không có cách mà. Ngồi đi. Anh đã hứa với ba rồi. Bây giờ anh không phải chưa qua đó sao? Anh đến nói với ông ấy đi, nói là anh không muốn đi. Ba mẹ đều không cần anh rồi. Anh không mặc dày ở lại căn nhà này để làm gì nữa? Anh hai à, sao anh hồ đồ như vậy? Nhị đệ, bây giờ nói gì cũng không ích lợi gì đâu. Hôm nay anh đến là để dặn dò em. Anh biết em rất bận, nhưng mà sau khi anh đi, ba, mẹ, kể cả Thi gia đều phải giao lại cho em và Tam đệ rồi. Quan Hán à, sau khi đến Phạm gia còn phải giữ quy tắc đấy. Bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến Phạm gia. Người trên kẻ dưới trong Phạm gia đông người phức tạp, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm đấy. Con đừng để cho Thi gia chúng ta phải mất mặt. Ba,
Con nhớ mà. Quang Hán à, ba con mắc nợ Phạm gia, để cho con đến nhà họ Phạm chính là muốn sinh con trai cho họ đó. Hơn nữa trên kinh thành Phạm phủ này cũng được xem là một gia đình rất có số. Con chỉ cần sinh con trai cho họ thì đời này con cũng có được chỗ ở tốt rồi. Quang Hán, sau này con nhớ thường xuyên về thăm mẹ, đừng để mẹ nhớ con đấy. Phạm gia chỉ cách nhà chúng ta một con đường, nếu bà nhớ con thì bà tự qua đó đi. Lúc nào cũng để Quang Hán về nhà thì không thích hợp lắm đâu. Vậy thì tôi thường đến nhà người ta cũng không thích hợp đâu. Giống như trong lòng tôi có ý đồ gì vậy? Vậy thì bà đừng có đi. Ông liệt tổ liệt tông tại thượng, con cháu quá kế Phạm thị, giai giới được liệt trong gia phả là đời thứ 22, tên là Quang Hán, tự Hà Tiên, Phạm Quang Hán. Anh à, kêu anh đấy. Khấu bái liệt tổ liệt tông, nhất khấu đầu, nhị khấu đầu, tam khấu đầu. Con đi nói với lão già, nói ta không được khỏe, không tiện tiếp khách. Dạ, chào thi lão gia. Học nhân có chuyện muốn nói với tổ phu nhân. Ông vào đây nói đi. Thì già ông hành lễ lớn như vậy, một người đàn bà như tôi không nhận nổi đâu. Vì tử sư thiếu gia, học nhân đến đây xin tội với phu nhân, xin phu nhân tha tội. Thì già cũng muốn tốt cho tử sư thiếu gia thôi. Dù tôi không hiểu biết thế nào đi nữa, tôi cũng không thể đem chuyện này trút hết lên đầu của thi gia đâu. Lần này học nhân vì muốn chuộc tội mới được Quang Hán vào phủ, cũng là muốn kế thừa hương quả cho Phạm gia sớm hơn thôi. Nếu như có điểm nào không đúng, mong tổ phu nhân bỏ qua. Thi gia nặng lời rồi, chuyện trong Phạm phủ xưa nay đều do thi gia quyết định mà. Tôi nghĩ điều này thi gia có lẽ hiểu rõ hơn tôi mà. Sau khi thi gia kết giao với lão gia nhà tôi thì Phạm gia đã đi theo bộ điệu của thi gia từng bước một đấy. Từ chuyện thi gia quyết định gả tôi đến Phạm gia cho đến khi lão gia từ quan dọn nhà đến kinh thành, từ chuyện tử sư thiếu gia mất đi đột ngột như vậy cho đến Quang Hán bước vào cửa Phạm gia, có chuyện nào mà không phải do chính tay của thi gia giải quyết đâu. Xem ra tổ phu nhân vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi. Chuyện đến nước này rồi, tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Thi gia là người thông minh tuyệt đỉnh, chuyện sau này của Phạm gia còn nhiều lắm. Nếu ông muốn quản lý thì ông hãy quản lý đến cùng đi. Thi gia, xin ông về cho. Nếu còn không về thì tôi sợ là tôi không kiềm chế được cái miệng của tôi, lại nói ra những lời làm cho thi gia phải khó xử đấy. Thi mộ cung kính không bằng tuân lệnh, tôi xin cáo lui. Lão gia, phòng ốc đã thu dọn xong rồi.
Ba, ba, ba có căn dặn gì không? Quang Hán à, cha mẹ ruột của con giao con đến bên này, con nhất định phải hiểu cho họ. Ở chỗ của ba đây với nhà con có nhiều điều không giống nhau, con hãy cố gắng làm cho tốt đi. Con nghe rồi. Được rồi, con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi cho sớm đi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói. Ba, ba đi thong thả. Được rồi, con cũng tự nhiên đi. Ai vậy? Tôi, Linh Tử đây. Đại thiếu gia, tại sao cậu vừa đến phạm phủ thì đã giam mình ở trong phòng rồi? Cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi tìm cậu dĩ nhiên là có chuyện. Quy tắc của phạm gia không ít đâu. Tôi cố tình đến đây để nói cho cậu biết đó. Tôi đến phạm gia để làm đại thiếu gia mà. Cậu thử nghĩ xem, chức đại thiếu gia này cậu có thể làm ra trò trống gì nào? Thật ra tôi thương hại cho cậu lắm, cho nên mới cố tình đến đây nói với cậu một tiếng. Nếu muốn sống ngày tháng thoải mái trong phạm phủ này thì trước tiên cậu phải kẹp đuôi lại để làm người đó. Ý tốt của cô tôi xin nhận. Cậu đừng lấy mặt mũi đại thiếu gia của phạm gia ra dọa tôi. Nếu muốn người trong phạm phủ đều phục cậu, chỉ dựa vào hai câu nói của cậu thì còn kém xa lắm. Vậy thì cô thấy tôi còn thiếu điều gì nào? Nói như vậy không biết lợi gì đâu. Điều đó còn phải xem cậu cái gì nào. Một bộ đồ lòng trong suốt đấy.
Cô dựa vào đâu mà nói với tôi những lời này? Chỉ dựa vào tôi là con A đầu hầu cận Tử Sư thiếu gia đó. Nghiêm Mama, bà nói đi, sau khi Quang Hãn đến đây, Tiểu Tam Tử có suy nghĩ gì nào? E rằng Tiểu Tam Tử không thể ở lại lâu nữa rồi. Về chuyện này chúng ta còn phải nói với phu nhân nữa đó. Bà hãy làm tốt chuyện nấu nướng của bà đi. Trời sập xuống không có đất đỡ lấy mà. Chuyện trong gia đình của chủ không cần kẻ dưới như ông bà quan tâm đâu. Điều này là phu nhân nói đó. Phu nhân dặn rồi, chiều nay có hai người đến tu sửa cột nhà, nấu thêm hai phần cơm đi. Điện sư phụ à, tại sao gần đây con A đầu này lại nói chuyện kỳ lạ như vậy? Rõ ràng là một A hoàng mà ăn nói giống như chủ vậy. Bị xúc động đó mà. Ai bị xúc động chứ? Ba, chào buổi sáng. Quang Hán, con cũng dậy rồi sao? Được rồi. Ba, uống trà đi. Ba, con vừa mới đến đây, mọi thứ đều không quen lắm. Xin bà chỉ dạy thêm. Thời gian con đến đây không được bao lâu. Trước tiên hãy làm quen với kẻ dưới trong nhà đi. Nếu có thời gian thì hãy đến cửa tiệm. Dạ. Bây giờ con đã là đại thiếu gia của Phạm gia rồi. Sau này chuyện của Phạm gia từ từ sẽ giao lại cho con hết. Ba yên tâm đi. Lời nói của ba con đều ghi nhớ trong lòng rồi. Được lắm. Hôm nay Tiểu Tam Tử sao vậy? Đến giờ phút này mà còn chưa gặp nữa. Tám phần gì hôm qua quá mệt mỏi này. Tam Tử, cậu hãy đến kêu tam ca của cậu đi. Nói là ở đây chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn để một mình cậu ta thôi. Thiếu gia, chào, xin chào. Không sớm đâu, đã dậy gần nửa ngày rồi đó. Chào sáng sớm với mọi người. Điện sư phụ, chào thiếu gia. Cái này dùng để xây đầu tương phải không? Dạ đúng vậy. Đang sắc cải à? Dạ đúng vậy. Thiếu gia, xin lỗi nha. Rau cải rơi xuống đất thì không sao đâu, chỉ sợ tổn thương đến cậu thôi. Người giúp việc như chúng tôi đây không gánh nổi đâu. Tôi đứng ở đây chỉ cản trở công việc mà. Thiếu gia, trên người tôi dơ lắm rồi. Xin lỗi nha. Ồ, chào thiếu gia. Xin chào, xin chào. Tam ca, Tam ca, Lão Văn giao rau cải đang đợi kết sổ đấy. Không phải nói rồi sao, 10 ngày mới kết sổ một lần, bây giờ mới 7 ngày thôi mà. Tam Tử à, tìm thịt nhà họ Trương có nhắn lại, để là có thịt dê từ quan ngoại mới đến, hỏi phụ chúng ta có cần không. Thịt dê lúc này không được ngon đâu, chất lượng không tốt. Tam ca, nguyên liệu trong tiệm không đủ rồi, mau nhập nguyên liệu đi. Lát tôi ăn cơm sáng xong tôi sẽ đi ngay, anh hãy về đi. Dạ. Gì à, cải rửa xong chưa? Rửa xong rồi, nhanh tay lên đó. Thì già, thì phu nhân. Phạm gia, tẩu phu nhân. Chào Phạm bá bá.
Nào, mời ngồi, mời ngồi. Ngồi đi. Uống nước đi, lão già. Thì già, có thấy không? Bọn trẻ đều không lớn hết rồi, chúng ta phải nhường đường cho tụi nó rồi. Ba, hôm nay không phải ba có mang theo tranh chữ để so sánh với tranh của Phạm Bá Bá sao? Điều này thì không phải trong nghề. Quang Văn à, làm sao có thể nói so sánh được? Trời ơi Quang Văn à, không ngờ hôm nay ba con còn mang đồ tốt đến đấu bảo với ta nữa. Vậy thì ta phải có tinh thần hơn rồi. Thì già, xưa nay ông đều rất thích sưu tầm tranh chữ Tây Dương, nhưng tuyệt đối đừng đem tranh chữ của người Tây Dương ra để tôi thưởng thức. Tôi không có ánh mắt đó đâu. Phạm gia, trước đây không lâu tôi đã nhặt được món này ở xưởng đu ly. Tôi đang định nhờ ông chỉ giáo cho tôi, cho nên mới kêu con mang qua đây đấy. Được rồi, Linh Tử à. Dạ. Kêu Tiểu Tâm Tử qua đây để cùng mở rộng tầm mắt đi. Dạ. Quang Văn à. Phạm gia, vậy thì tôi mở ra xem nha. Không dám. Đây là vật hiếm có đấy. Phạm gia đã nhận ra nghi vấn gì rồi phải không? Điều này, công nghệ bồi này lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đấy. Lão gia, Tam Tử đến rồi hả? Dạ, thì gia, thì phu nhân. Thì gia, tôi thấy hay là để cho Tam Tử xem đi. Tam Tử theo tôi nhiều năm như vậy, ánh mắt càng ngày càng tiến bộ, có vài điểm còn hơn tôi nữa đấy. Tam Tử à, hôm nay thì gia muốn thử con đó, con hãy xem cho kỹ nha. Lão già, kêu con xem thì con hãy xem đi. Thì gia, thì phu nhân tại thượng. Thực ra có lão già ở đây, không đến lượt con nói chuyện đâu. Nhưng nếu thì gia đã nói ra chủ đề, vậy thì con sẽ đem những thứ lão già đã dạy con ra dùng vậy. Cũng để được mở rộng tầm mắt và hiểu biết thêm đó. Nào xem đi. Đây không phải là con chim ưng của đạo quân hoàng đế sao? Một bức tranh lớn như vậy là vật hiếm có đấy. Tâm Tử à, con đã xem kỹ chưa vậy? Dạ. Con đã xem kỹ được điều gì? Thì già, Tiểu Tâm Tử thấp người bé họng, lời nói của con mấy vị lão già nên nghe cho vui thôi. Có gì thì anh cứ nói đi. Con sẽ đắc tội với thì già thôi. Có gì thì mau nói đi, tôi còn muốn nghe thử nữa đấy. Vậy thì thi gia, con xin bảo gan vậy. Công nghệ bồi của bức tranh này là của Nhật Bản. Chữ ký Triệu Tử An và Hạng Tử Kinh là người Thanh làm ra. Tơ lụa này lâu đời nhất cũng là đời Minh thôi. Tơ lụa trước đời Minh thì không phải dịch bằng cách này đâu. Con chỉ nhận ra được mấy nghi vấn này thôi. Còn những điều khác thì con không dám nói. Nghe Quách quản gia nói như vậy thì bức tranh của ba tôi không phải là tranh thật rồi phải không? Quan Văn thiếu gia, tranh của Tống Huệ Tôn dĩ nhiên là bảo bối rồi. Người nào cũng nhận thấy đó là thật thì tự nhiên nó sẽ là thật. Đúng vậy, đúng vậy. Con chỉ cảm thấy đề chữ và con dấu trên này, kể cả công nghệ bồi này không phải là ở trong nước đâu. Còn điều khác thì con không thể nói thêm nữa. Điều này, Phạm Bá Bá, hôm nay người của hai gia đình tụ họp lại với nhau, có gì nói nấy. Thực ra nghe rất thú vị. Nhưng tại sao phải tìm một người ngoài đến đây ăn nói lung tung vậy? Điều này tiểu điệp không hiểu cho lắm. Tam Tử đã ở nhà chúng tôi nhiều năm lắm rồi, giống như con cái trong gia đình vậy. Còn thấy chưa, Bá Bá cũng hồ đồ mất rồi. Hoàng Văn nói cô lý lắm.
Lão già, ở phía sau con còn có việc nữa. Thì già, thì phu nhân, các vị ngồi chơi. Con xin cáo lui trước đây. Được rồi. Tam tử à, Phạm gia, đừng nói nữa. Xem ra chúng ta đã bị người ta gạt rồi. Tiểu tam tử nói có lý lắm. Ba, Quan Văn, đừng ăn nói không biết lớn nhỏ như vậy. Bây giờ chúng tôi xin đưa tin tức mới nhất của chiến khu Hoa Bắc. Dưới sự điều đình của các nước Mỹ, Anh, quân Nhật xâm chiếm Hoa Bắc đã đình chỉ hành động, làm cho bầu trời Hoa Bắc đầy khói lửa, xuất hiện một luồng ánh sáng hòa bình. Vì lợi ích của toàn thể nhân dân, chính phủ quốc dân đã tiến hành chính sách ứng phó tích cực để hóa giải mâu thuẫn song phương giữa Trung Nhật. Bây giờ là tin đối với lệnh giữ hòa bình với nước bạn bè. Đối với nước bạn phải giữ hòa bình, không được có hành vi bài trừ và lại nói xuyên tạc có ác ý. Đặc biệt là không thể dùng điều này làm mục đích tổ chức bất cứ đoàn thể nào, làm cản trở đến ngoại giao của đất nước.